6 vật phẩm mới được công bố trên Diablo được nhà phát hành nói rằng nhặt được chúng còn khó hơn cả chúng xổ số. Trận solo giữa Mark Zuckerberg và Elon Musk được chuyển thành game GTA 5 có hẳn một chế độ tàu ngầm Titan bất tử không thể nào nổ được. Tất cả sẽ có trong game hay phết số đầu tiên này. Còn chần chừ gì nữa, vào việc luôn thôi anh em nhé. Sáu vật phẩm khó tìm hơn cả chúng xổ số trong Diablo 4. Vào ngày 24 tháng 6 vừa rồi, Adam Jackson, trưởng bộ phận thiết kế của Diablo 4, đã công bố 6 vật phẩm hiếm nhất trong game với tỷ lệ rơi khó vô cùng. Cơ hội để anh em kiếm được người yêu với Ron Gacha 2 con 5 sao trong cùng một banner còn dễ hơn ở nhặt được những trang bị này rất nhiều. Adam Jackson cũng nói thêm điều kiện để kiếm những vật phẩm này là phải chiến đấu với bọn quái từ cấp 85 trở lên và chúng thường ở mức sức mạnh 820. 6 vật phẩm này bao gồm kiếm Doombringer, kiếm giải The Grandfather, nhẫn Starless Scars, mũ Adarius Vices, mũ Halloween Crest và bùa Melted Heart of Celis. Và anh cũng nhắc đi nhắc lại rằng đây là vật phẩm cực kỳ hiếm, hiếm lắm luôn đấy. Thế nên là anh em cứ xác định mài mặt và đánh boss trên Diablo 100 vào thì sẽ có cơ hội nhận được các trang bị trên. Nhà phát hành thì bảo đống trang bị này hiếm lắm, hiếm vừa. Mà đúng 2 hôm sau từ cái ngày tweet đấy được đăng thì một YouTuber là Nadine Queen khoe anh đã nhận được quả mũ Adarius Vices. Đã vậy, hệ mà anh ấy chơi là Barbarians nên lắp được trang thiết bị ngon vào phát, lao vào giữa đàn quái xoay liên tục, hồi máu kháng độc liên tục. Thử tưởng tượng quả mũ này mà kết hợp với trang bị kiếm The Grandfather tăng đam, tăng máu, tăng cả chí mạng nữa thì cứ xác định là một vụt là clear map. Mà tiện thể nhắc đến những vật phẩm hiếm thì cộng đồng Diablo 4 Cow Level vẫn còn đang truy tìm cho bằng được những vật phẩm để làm được nghi lễ mở ra cánh cổng dẫn Cow Level ẩn của Diablo. Mặc dù Blizzard đã nói rằng ui giời ơi, không có đâu. Thậm chí trong bản cập nhật 1.03 vừa rồi còn sửa lại một quest mang tên The Ocean Ghost, được nghi rằng đây chính là nghi lễ triệu hồi Cow Level để xóa bỏ tin đồn về màn chơi này. Nhưng những anh em Diablo thì vẫn cứ lạc quan như cái anh áo đỏ dưới đáy xã hội. Này, con này nghe hơi nhột nha. Quyết chi tìm cho bằng được những vật phẩm để thực hiện nghi lễ The Ocean Ghost. Đến giờ vẫn chưa biết ông nào tìm được những vật phẩm này chưa, nhưng mà anh em chơi game vẫn quyết điều tra đến cùng, lùng sung từng mảnh đất trong game, check từng đoạn code để tìm cho bằng được cách vào màn chơi bí ẩn này. Mẹ, ra mà tôi cũng có sự quyết tâm bất chấp như thế này, chắc tôi đã tìm được người yêu mà không ế đến bây giờ rồi. Trận đấm nhau giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg được chuyển thể thành game. Sau tuyên bố Elon Musk và Mark Zuckerberg gã kẹo solo là một trận chiến đấu trong lòng, các meme thủ như nắng hạn gặp mưa rào, ý tưởng chế meme cứ thế mà tuôn trào, làm cái news feed của tôi cả tuần vừa qua chỉ toàn những ảnh meme về cái vụ này. Thậm chí, founder của Blue Wizards, Jason Kapanka, tác giả của hai con game Beyond và Blade & Zombie đã nâng tầm trận này lên khi làm hẳn một con game mang tên Zuck vs Musk để anh em trải nghiệm luôn. Nhìn qua thì thấy game khá vô não, chơi thử mới biết nó vô não thật. Mặc dù đánh đấm vô não nhưng mà tương tác khi chơi vẫn khá đa dạng nha. Tôi cứ tưởng chỉ có lao vào đấm thôi mà ai ngờ nó còn kết hợp được bao nhiêu combo đa dạng như đấu vật luôn. Cái này là browser game miễn phí nên anh em cứ thoải mái được nha. Chơi được cả hai người luôn đấy. Tôi sẽ để link game ở dưới phần mô tả cho các ông đấy. Mắc cao xuống dưới đấy rồi thì tiện thể bấm luôn nút đăng ký hộ tôi cái nha. Chứ nhìn nút đăng ký nó trống trải quá. Among Us chuẩn bị có show truyền hình riêng, trở thành hiện tượng toàn cầu từ đợt năm 2020-2021 khi cả thế giới phải ở nhà vì con Covid. Nhờ có Among Us mà cuộc sống cách ly bớt buồn tẻ hẳn. Bạn đang ở nhà chán không biết chơi gì, làm ván Among Us. Đang trong tiết học hay đang họp với sếp, vừa chán lại đang rảnh tay, làm ván Among Us. Lên YouTube chả thấy có video nào thú vị, xem các streamer hò hét với nhau chơi Among Us. Tôi đến tự nhiên thấy đầy đủ team 5 anh em trên Discord, thì làm ván liên minh chứ làm gì có chuyện chơi Among Us. Đấy là lúc try hard gánh tạ chứ giải trí với Among Us cả ngày đủ rồi. Và sau một thời gian hạ nhiệt, dù Among Us đã có rất nhiều cập nhật và sửa đổi nhưng vẫn không thể quay lại với thời hoàn kim lúc đó. Và bây giờ, để tiếp tục vắt sữa cái thương hiệu này, tờ Variety đưa tin là Among Us sẽ có một TV show hoạt hình. Nhưng đây mới chỉ là công bố dự án và thông báo về studio sẽ đảm nhận thôi, chứ chi tiết cụ thể như ngày ra mắt, nội dung, ý tưởng thì vẫn chưa thấy nói gì. GTA 5 bất tử hóa chiếc tàu ngầm Titan. Vụ chiếc tàu ngầm chạy bằng tay cầm điều khiển chở 5 người tham quan Titanic không may gặp tai nạn chắc không còn lạ gì với anh em nữa rồi. Và mới đây, một bản mốt tàu ngầm có thể lái và lặn được dưới nước trong GTA 5 đã được tạo ra. Chỉ sau một ngày đã có hơn 1.000 lượt tải con mốt này về. Và nhờ anh em quyết dùng tay cầm Logitech điều khiển con tàu ngầm để có thể trải nghiệm một cách chân thật và sống động nhất. Và đặc biệt, có thể nhập lệnh cheat code bất tử, vô hạn oxy kịp thời, không gặp sự cố như chiếc tàu ngầm thật.
Mà cũng chẳng cần lệnh cheat đâu, bởi vì bản mod này đã bất tử hóa con tàu ngầm, thế nên là không bao giờ có chuyện nó phát nổ đâu. Sau vụ tai nạn này được đưa tin, loại tay cầm Logitech F710 điều khiển tàu bỗng nhiên cháy hàng. Một phần là cũng vì chất lượng của con tay cầm này được đánh giá thuộc hàng bền, lại còn dùng cực tốt. Thì xuống đáy biển thì nó vẫn còn nguyên vẹn thế kia thì đúng là bền thật còn gì. Mẹ, làm xong cái tin này tôi thấy mình rơi xuống vực sâu hơn cả mấy anh em đáy xã hội rồi đấy. Sau 25 năm, cuối cùng cũng có game mới của Blade Runner. Đấy là giật tít như thế thôi, chứ thật ra thì Blade Runner vẫn có game thời gian vừa rồi. Ví dụ như bản làm lại bị fan chửi chê như con vì rất nhiều lỗi, bug, đồ họa cũng chả ra đâu. Và một game RPG của Blade Runner đang trong quá trình sản xuất. Sắp tới đây sẽ có một con game mới nữa mang tên Blade Runner 2033 Mê Cung, diễn ra ở sự kiện bộ phim gốc lấy bối cảnh năm 2019 và Blade Runner 2049. Game diễn ra sau The Blackout, một sự kiện vào năm 2022 khi một đầu đạn hạt nhân được kích nổ ở Los Angeles, so sánh các máy chủ của nhà máy sản xuất Tyrant Corporation. Có lẽ Blade Runner xuất hiện để săn lọc mọi dữ liệu xem còn sót lại những gì không. Năm 2030 cũng là thời điểm khi tập đoàn Wallace bắt đầu đạt được những tiến bộ mới trong công nghệ sao chép. Vì vậy, có thể anh được thuê để tìm một số thông tin quan trọng. Silent Hill 2 bản làm lại sẽ bỏ yếu tố tâm lý kinh dị để mở rộng thị trường. Silent Hill nó là cái game kinh dị mà nhà phát hành game Bloober bảo bỏ yếu tố kinh dị đi. Thì nó thành cái game gì? Trích nguyên văn từ Bloober Team nói rằng trước đây khi làm game, họ đã tập trung rất nhiều để đầu tư cốt truyện, khung cảnh chủ đề, thậm chí là âm nhạc và đồ họa để tạo sự ám ảnh kinh dị nhất, nhưng chưa từng để ý nhiều đến cơ chế của game. Nên trong thời gian sắp tới, team muốn phát triển game theo một lối mới, tiếp cận rộng hơn với nhiều người chơi. Tập trung nhiều hơn vào các cơ chế, tương tác trong game đòi hỏi người chơi phải hành động trong game nhiều hơn. Cụ thể, Bloober muốn làm game giống như Resident Evil, và con game đầu tiên được lên thớt để làm lại theo mục tiêu này chính là Silent Hill 2. Game sẽ không còn loading screen mà chuyện sẽ được kể một cách liền mạch từ đầu đến cuối và hứa hẹn là sẽ cho anh em trải nghiệm cảm giác hành động, chạy nhảy chiến đấu nhiều hơn. Microsoft mua lại Activision Blizzard. Câu chuyện Blizzard sáp nhập vào công ty Microsoft chắc nhiều anh em cũng biết từ năm ngoái rồi. Cái thương vụ sáp nhập này như drama của phim Hàn Quốc luôn. Với đại gia Microsoft thuộc top 3 trong ngành công nghệ game muốn rước em Activision Blizzard về với tiền cưới lên đến 69 tỷ đô. Blizzard đương nhiên đồng ý rồi, nếu hai bên về một nhà thì Microsoft sẽ sở hữu thêm Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Overwatch, Starcraft và cả Candy Crush. Nhưng mà thiên hạ nhiều người lại không thích. Ví dụ như Anh và Canada bảo là Blizzard mà về với Microsoft thì thị trường game nó sẽ mất hết cạnh tranh. Bao nhiêu công ty game về chung với nhau một nhà thế này thì làm gì còn chuyện tranh đấu phát triển được nữa. Rồi tình định của Microsoft là Sony thì đương nhiên cũng không chịu nhìn em về với người ta rồi. Sony dọn rằng em mà về nhà thằng kia thì cứ xác định là Call of Duty bị khai tử, không chơi được trên máy PlayStation 6 nha. Mà PlayStation 6 cũng sắp ra mắt rồi đấy. Sony cũng không quên nhắc lại mối thù năm xưa với Microsoft khi mua lại công ty Mojang. Và thế là Sony khai tử Minecraft khỏi PlayStation luôn. Blizzard đương nhiên không chịu ngồi yên rồi, sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì cái deal này. 69 tỷ đô cơ mà, sao mà bỏ được? Blizzard nói khi về với Microsoft thì game thủ và ngành công nghiệp game của Mỹ đều có lợi, nhưng chưa thấy nói rõ là sẽ có những lợi ích gì. Và thậm chí là về một nhà với Microsoft thì Blizzard còn phải cạnh tranh gay gắt hơn với những ngành công nghiệp game nước ngoài cơ. Và nhân vật chính của cuộc tình này, Microsoft cũng phải làm rất nhiều thủ tục, lên tiếng để bảo vệ cho mối tình này. Thậm chí còn hứa hẹn một tương lai là sẽ loại bỏ độc quyền của máy chơi để tất cả anh em chơi trên PC đều có thể thưởng thức game độc quyền của console. Cả việc Sony dọa sẽ bỏ Call of Duty ra khỏi PlayStation, CEO của Microsoft tuyên bố luôn là rước được Blizzard về. Anh vẫn cung cấp Call of Duty cho PlayStation luôn, không việc gì phải độc quyền cả. Chúng ta còn biết ngoài Blizzard ra, Microsoft còn muốn rước thêm cả Sega về nhà mình nữa cơ. Sega cũng có cái kế hoạch này luôn và giám đốc điều hành của công ty trả lời luôn. Không. Nhưng mà chưa phải bây giờ, hai nhà Sega và Microsoft cũng thân nhau lắm, nhưng mà để rước được em về thì còn lâu. Chắc tại tiền cưới lại chưa đủ rồi, chờ thêm tí nữa, bao giờ được giá thì xác nhận luôn cũng chưa muộn đâu. The Lord of the Rings, Gollum, nát toàn tập, nhà sản xuất dừng cuộc chơi. Game ra mắt từ 25 tháng 5 vừa rồi, nhưng nhận về cực kỳ nhiều đánh giá tiêu cực từ người chơi. Cốt truyện tệ, đồ họa tệ, toang bấc với lỗi, đến nỗi nhiều người mua con game này về chỉ để làm đúng một việc là nhảy xuống dung nham để tự tử, chứ không thể nào đi theo được cái cốt truyện Lama này. Thậm chí, nếu bạn đi được đến chapter 2 của game thôi là bạn đã mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều người rồi đấy. Trước một loạt đánh giá tiêu cực như vậy, con game này cũng phải giảm sâu đến 30% trên Steam, mong là sẽ cứu vớt được phần nào. Nhưng mà game nát như thế này rồi thì hết cứu nha.
công ty sản xuất con game này Derelict Entertainment, dù đã kỳ vọng cực cao rằng nó sẽ thành công, rằng The Lord of the Rings sẽ là một con game quy mô lớn, chắc chắn nó sẽ là một bước đà để công ty tiếp tục mảng phát triển game. Nhưng sau đó thì... À mà làm gì còn sau đó nữa, Derelict đã phải đóng bộ phận phát triển game của mình lại sau thất bại này. Quay lại phát hành game, sa thải hơn 25% nhân sự của công ty. Nhân viên ở đây cũng chia sẻ rằng họ thật sự không hề có hứng thú và nhiệt huyết trong công việc làm con game này. Sản xuất nó là điều quá sức với đội ngũ công ty hiện tại, dẫn đến game đã trễ so với dự kiến tận 2 năm và sau khi ra mắt thì nát toàn tập. Cỏ Máu nhận được đánh giá rất tích cực. Dù mới chỉ ra mắt vào ngày 29 tháng 6 vừa rồi, Cỏ Máu đã nhận được rất nhiều lời đánh giá tích cực từ Steam, cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài đều khen là game thú vị. Một điểm chê duy nhất của con game này là lạm dụng jumpscare hơi nhiều. Nó thành nhàm ý, nhưng mà nhìn chung thì con game này vẫn ổn. Bối cảnh hay, đồ họa, lối chơi, đặc biệt là phần lồng tiếng rất ok. Thời gian để phá đảo con game này cũng là khoảng 1 tiếng rưỡi mà tôi thấy nhiều ông tài thật đấy. Mới bắt đầu chơi mà đã có khả năng speedrun hoàn thành trong 50 phút, xong còn tranh thủ còn thời gian hoàn tiền trên Steam để trả game luôn. Ảo thật đấy, vừa mang tiếng là ủng hộ game nước nhà mà lại vừa được chơi game miễn phí. Nước đi này thì đúng là không thể ngờ được ý. Tiếp theo là chuyên mục điểm tin nhanh. Trưởng nhóm phát triển dự án của Riot thông báo rằng đang có hai dự án mới liên quan đến vũ trụ gốc của Liên minh được phát triển trong năm nay, bao gồm Liên minh huyền thoại MMO và một game đối kháng mang tên Project L. Hai dự án đã được Riot úp mở từ rất lâu rồi, nhưng đến nay thì mới có tuyên bố chính thức là chúng đang được phát triển. Rất mong rằng Project L ra mắt sớm để anh em Việt lại có thêm chỗ nữa để solo Yasuo. Spy X Family sẽ xuất hiện trong Street Fighter. Hiện tại mới có thông báo về sự kết hợp giữa Street Fighter 6 với Spy X Family bản movie sắp ra mắt cùng một poster Your Solo với Chun-Li. Rất có thể các nhân vật trong Spy X Family sẽ là nhân vật khách mời trong Street Fighter sắp tới để cùng nhau quảng bá cho cả dự án game mới ra mắt này cùng với movie chuẩn bị được công chiếu. Call of Duty Warzone Mobile sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu năm nay. Dù chưa có ngày chính thức ra mắt toàn cầu, nhưng Warzone Mobile đã được phát hành giới hạn tại một vài khu vực trên thế giới để người chơi trải nghiệm, điển hình như ở Australia. Dự kiến ngoài chế độ Royal Battle, ra phiên bản mobile này sẽ có thêm nhiều chế độ để anh em tăng cấp dễ dàng hơn. Final Fantasy 16 cán mốc hơn 3 triệu bản toàn cầu chỉ sau một tuần ra mắt. Mới đây, tài khoản Twitter chính thức của Final Fantasy 16 đã phấn khởi chia sẻ rằng bom tấn của họ đã cán mốc 3 triệu bản bán ra chỉ trong một tuần kể từ khi phát hành toàn cầu. Mặc dù phần game này vẫn kém hơn những phiên bản trước như Final Fantasy 15 bán được 5 triệu bản trong ngày đầu tiên. Cha đẻ Dragon Ball công bố game mới Sandland. Trong ngày khai mạc sự kiện Summer Game Fest năm nay, tác giả Akira Toriyama đã công bố sản phẩm mới hợp tác cùng Bandai Namco, được chuyển thể từ bộ manga ngắn của ông là Sandland, phát hành vào năm 2000. Theo những gì đoạn trailer thể hiện, thì Sandland là một game thế giới mở. Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật trong truyện chiến đấu với nhiều loại kẻ thù khác nhau. Phong cách chiến đấu có vẻ là hành động 3D, góc quay người thứ ba, qua vai kèm theo nhiều màn đua xe bắn súng, đột nhập lén lút. Và đó là những tin trong số đầu tiên của game hay phết này. Anh em thấy sao về chủ đề mới này? Các ông có muốn nghe thêm những tin nào nữa về game? Comment bên dưới cho tôi biết nha. Và đừng quên bấm like và sub để không bỏ lỡ video sau của kênh nha. Bye bye!